Mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ diễn nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, hợp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm ngày thành lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kết tục thành quả cách mạng, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu qua 7 kỳ đại hội đều đưa ra những quyết sách quan trọng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh. Đến nay, đảng bộ tỉnh có 575 tổ chức cơ sở đảng với gần 47.200 đảng viên, đoàn kết chủ động sáng tạo khắc phục khó khăn. Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lãnh đạo chỉ đạo tỉnh nhà đạt được những thành tựu quan trọng toàn diện trên nhiều lĩnh vực, là một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, đời sống của nhân dân không ngừng hạnh phúc ấm no, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cùng với các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân trên địa bàn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng chia sẻ hỗ trợ các tỉnh bạn thực hiện công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đáng Giáp Thìn để ai cũng có Tết. Với tinh thần này, tuần qua, đoàn công tác của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đến thăm và trao tặng hai tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng để hai địa phương chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Hội nghị phổ biến quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức trong tuần. Theo quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ phát triển theo mô hình ba trục động lực, bốn dùng chức năng. Quy hoạch hướng đến mục tiêu đến năm 2030, Bà Rịa Vũng Tàu cơ bản đủ tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc trung ương Đóng vai trò là một cực phát triển quan trọng trong hệ thống đô thị của vùng Đông Nam Bộ, đến năm 2050, Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục là trung tâm kinh tế biển quốc gia, cửa ngõ ra biển chủ yếu của vùng Đông Nam Bộ. neo đậu tránh trú bão cho tàu cá bến lội Bình Châu, huyện Xuyên Mộc được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt dự án đầu tư từ năm 2007. Dự án hiện đã hoàn thành thi công và được bàn giao cho đơn vị quản lý khai thác sử dụng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, khu vực này xuất hiện hiện tượng bồi lấp xảy ra tại khu vực cửa biển, gây ảnh hưởng lớn đến việc tàu thuyền ra vào của bà con ngư dân. Sau khi khảo sát thực tế và các ý kiến góp ý của các sở ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc nghiên cứu chủ động phương án xử lý nạo vét luồng lạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá bến Lội Bình Châu sớm, đảm bảo trước ngày 10 tháng Giêng năm chấp Thìn để bà con ngư dân có thể ra khơi mở biển trong năm mới. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 4.600 tàu thuyền, trong số này có hơn 1.000 tàu cá trên 6 mét chưa đăng ký đăng kiểm, chưa có giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm và chưa có giấy phép khai thác. Nhằm khắc phục tồn tại về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là EU, các cơ quan chức năng địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân thực hiện đúng các quy định trong đánh bắt hải sản. Song song đó, tỉnh cũng triển khai các giải pháp quản lý chặt chẽ tàu cá, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng EC. với chủ đề báo chí Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục đổi mới sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa quê hương đất nước, Hội báo Xuân Giáp Thình 2024 đã được Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao khai mạc tại hai địa điểm, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Vũng Tàu và Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thị xã Phú Mỹ. Hội báo xuân năm nay có 7 gian trưng bày giới thiệu toàn cảnh các ấn phẩm báo xuân được phát hành trong cả nước và các ấn phẩm báo xuân thuộc các loại hình báo chí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hội báo xuân năm 2024 là bức tranh sinh động thể hiện toàn cảnh sự phát triển của báo chí trong sự nghiệp đổi mới.